Đồ gỗ được tình diễn xin kính chào tất cả mọi người và các bạn. Thì hôm nay là ngày 9 tháng 3 âm lịch năm 2021. Thì nay cơ sở đồ gỗ chúng tôi vừa sơn và hoàn thành xong phần BU bọ sập thờ cùng bọ hoành phi áo quấn thư cô đối và hai cỗ ngai cùng một vị khách ở trong Gia Lai, trong miền Nam nha mọi người. Thì hôm nay cơ sở đồ gỗ chúng tôi quay lên và giới thiệu đến tất cả mọi người cùng gửi clip này vào trong Gia Lai. Một bà chị chúng khách VIP trên cơ sở đồ gỗ chúng tôi. Thì chiếc bàn thờ đây là được làm bằng gỗ vụ có kích thước là chân 24, chiều dài là 2.17, chiều rộng 1.07 và chiều cao 1.17, được làm theo kích thước số đỏ gỗ ban. Đây, chiếc dạ này, chiếc bàn thờ này mẫu đục và tứ linh cho mọi người, rất là đẹp, kênh bong và đẹp, thủ công bằng tay rất là chắc chắn. Để đi sâu vào phần hình thức là chân chân nghê nha mọi người, được đã tứ linh long ly quy phượng rất là đẹp, được làm chỉ đặt bên cơ sở gỗ chúng tôi làm rất là chắc chắn và kiên cố. Thì về phần độ dày của chiếc dạ được làm dày hơn 5 phân và chắp cao 18-22 phân ở đục tay, dạ ngang dạ tiền đều 5 phân và chân là chân 24. Về phần khuôn mặt là được làm cũng là 5 phân và bán 2 phân, rất là chắc chắn và kiên cố nha mọi người. Cùng với một bộ quấn thư phượng có kích thước là 197, chiều cao 97 và độ dày là chiếc quấn thư này được làm 6.5 phân nha mọi người, 6.5 phân cưa rất là hoành tráng, có chữ ở giữa là Đức Lưu Quang, sơn BU và giác vàng Đài Loan. Cái chi tiết phần đục của bên cơ sở đồ gỗ chúng tôi làm rất là tỉ mỉ và đẹp. Thì mẫu đục này là làm thủ công bằng tay 100% nha mọi người, rất là đẹp, nhìn bên ngoài mới thấy nó đẹp và hoành tráng, rất là sang trọng. Bộ quấn thư này cùng với hai chiếc câu đối như này cũng là quấn câu đối phượng, thì có kích thước là 2.17, do nhà sĩ cao nên là mình làm 2.17 nha mọi người, rộng 30 và dày 5 phân đủ, có chữ bên tay trái đây là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, còn bên tay phải là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Mọi người cho mọi người thấy độ sắc nét của nó nha, rất là đẹp từ trên dưới, thủ công bằng tay hết, cùng với hai cỗ ngai. Đây là ngai một thước, ngai mẫu là mẫu hóa nha mọi người, nó được long ly quy phượng nhưng mà bằng những con giống bằng hóa bằng hoa, rất là đẹp nha mọi người. Qua tất cả những cái sản phẩm bị cơ sở của chúng tôi, thì hôm nay tôi đang đứng trước cơ sở của chúng tôi nha mọi người, đứng trước cơ sở nha. Rất là nhiều mặt hàng đẹp. Thì hôm nay cơ sở của chúng tôi đã sơn xong và chiều nay sẽ bọc gói hàng gửi vào trong Gia Lai cho chị. Thì một lần nữa cơ sở của chúng tôi rất cảm ơn bà chị, nói chung là giấu tên, đã ủng hộ cơ sở đồ gỗ chúng tôi. Xin trọng cảm ơn nhân tiện đây, mọi người ai có nhu cầu mua sắm bàn thờ đẹp, quấn thư cô đối hay là ngai đẹp thì liên hệ trực tiếp cho số điện thoại của tôi là 0964 262 26, gặp trực tiếp em tên. Xin trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip.